ai cũng biết bản thân Putin đã kéo nước Nga vào một canh bạc mạo hiểm mà đánh lâu chừng nào thì sẽ thua đâu chừng đó. Bên cạnh những tổn thất về kinh tế và vị thế quốc tế thì người ta cũng ước tính được tổn thất thê thảm về nhân lực của Nga. Theo đó, cứ 90 mét đất mà Nga đang tạm chiếm được ở Ukraine, những người mẹ Nga đã mất 2.000 đứa con để đổi lấy. Đồng ý là đối với cái chết của những người lính Nga, giới cầm quyền Nga sẽ chẳng hay bận tâm nhưng thế giới văn minh đã có cách khiến những người này phải ruột đau như cắt, nước mắt đơm đê. Đó là trừng phạt kinh tế. Theo đó, giờ đây dầu Nga ế khách và cắt giảm sản lượng vì không thể bán. Thế giới vẫn đang đau đầu để tìm kiếm hòa bình cho Ukraine. Nhưng hóa ra công thức chiến thắng cho Ukraine rất đơn giản. Cung cấp vũ khí, trừng phạt kinh tế đối với Nga, phi Putin hóa Nga và Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu cũng như NATO chỉ có tất cả các yếu tố của công thức này kết hợp lại mới bảo đảm an ninh vĩnh viễn cho toàn thế giới. Ngay sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc Ukraine vẫn đang diễn ra hết sức khốc liệt với tinh thần quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình và sự hỗ trợ đặc biệt từ các nước phương Tây và NATO. Ngay sau đây sẽ là diễn biến chiến trường ngày thứ 358. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. The Times viết rằng, các số liệu đã xuất hiện trong một cuộc thảo luận về việc cung cấp vũ khí mới cho Ukraine vào thứ Tư. Tổn thất của quân đội Nga có thể lên tới 2.000 quân cho mỗi 100 thức Anh, tức gần 91 mét, đất chiếm đóng trong cuộc xâm lược ở miền đông Ukraine. Tờ The Times của Anh viết về điều này trích dẫn dữ liệu tình báo của NATO. Ấn phẩm không chỉ rõ liệu chúng ta chỉ nói về người chết hay người bị thương cũng được tính đến. The Times viết rằng các số liệu đã xuất hiện trong một cuộc thảo luận về việc cung cấp vũ khí mới cho Ukraine vào thứ tư. Vũ khí mới sẽ cho phép Kyiv đẩy lùi Nga trong 3 tháng tới. Trong cuộc thảo luận, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin lưu ý rằng lực lượng mặt đất của Nga hiện đang mỏng đi rất nhiều và mất tinh thần. Nga tiếp tục gửi nhiều nguồn lực bổ sung vào trận chiến, hầu hết mọi người được đào tạo kém và trang bị kém và vì điều này, Nga đang chịu nhiều tổn thất. Austin nói: Tổng cộng, quân đội Nga có thể mất tới 200.000 người thiệt mạng và bị thương. The New York Times viết vào đầu tháng 2 trích dẫn dữ liệu từ các quan chức Mỹ và phương Tây khác. Các chuyên gia cho rằng, các cuộc tấn công sống người nguyên thủy của Nga vào các vị trí của Ukraine đang khiến hàng ngàn lính nghĩa vụ được đào tạo kém của Putin phải trả giá bằng mạng sống vì những tiến bộ không đáng kể trên chiến trường. Một chiến binh Ukraine trước đây đã kể về các chỉ huy của nhóm lính đánh thuê Wagner đã gửi những người lính chưa qua đào tạo và dường như bị đánh thuốc mê về phía trước như thế nào trong một làn sóng thay ma bất tận trước khi giao chiến với lực lượng chính của họ. Anh ta kể về những người lính nghĩa vụ Nga dường như đã bị đánh thuốc mê như thế nào, dường như không để ý đến việc họ bị bắn ra sao. Xạ thủ súng máy của chúng tôi gần như phát điên lên vì bắn vào biển thay ma Nga. Người Ukraine tên là Andriy nói, trong khi đó, ông Austin đã bảo đảm với tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng NATO tập trung cao độ vào việc cung cấp công nghệ quân sự tiên tiến có thể xoay chuyển cục diện cuộc chiến. Đồng ý là cái chết của những người lính Nga chỉ có thể khiến những người mẹ và người vợ đau lòng chứ giới cầm quyền Nga sẽ chẳng bận tâm, nhưng thật không may cho họ, thế giới văn minh đã tìm ra cách khiến những người này phải ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, đó là trừng phạt kinh tế. Theo đó giờ đây, dầu Nga ế khách và cắt giảm sản lượng vì không thể bán. Ngày 16 tháng 2, ông Ben Harris, trợ lý bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng, quyết định cắt giảm sản lượng dầu thô 500.000 thùng một ngày của Nga phản ánh việc nước này không thể bán hết sản lượng dầu. Trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh dầu thô August Americas, ông Harris cho rằng, Nga cắt giảm sản lượng vì họ không thể bán việc cắt giảm sản lượng của Nga diễn ra sau các lệnh cấm vận và trừng phạt, với việc các nước phương Tây áp mức giá trần đối với dầu thô là 60 USD một thùng. Ba Lan, Latvia, Litva và Estonia đã thúc đẩy việc hạ trần giá dầu thô. Theo dữ liệu của Bộ Tài chính, thu ngân sách hàng tháng từ dầu khí của Nga đã giảm 46% trong tháng 1 xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2020 do tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với các hoạt động xuất khẩu dầu của nước này. Ông Harris cho biết mức giá trần nhằm duy trì sự ổn định cho thị trường và giảm doanh thu của Nga. Theo ông Harris, không có công ty Mỹ nào tham gia giao dịch dầu của Nga trên giá trần. Michael Cohen, nhà kinh tế trưởng của BP, nhận định hiện nay vẫn chưa rõ liệu việc cắt giảm sản lượng của Nga có kéo dài hay không. Tuần trước, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này sẽ tự nguyện cắt giảm sản lượng từ tháng tới sau khi phương Tây bắt đầu áp giá trần đối với dầu và các sản phẩm dầu của Nga từ ngày 5 tháng 2 động thái cắt giảm khoảng 5% sản lượng tạm thời đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng cao hơn. Hiện, Nga vẫn đang bán giảm giá các thùng dầu thô cho các khách hàng Trung Quốc và Ấn Độ, với chi phí vận chuyển cao hơn và khoản chiết khấu lớn hơn. Thế giới vẫn đang đau đầu để tìm kiếm hòa bình cho Ukraine, nhưng hóa ra công thức chiến thắng cho Ukraine rất đơn giản. Cung cấp vũ khí, trừng phạt kinh tế đối với Nga giúp củng cố khả năng phục hồi của Ukraine, phi putin hóa nga và ukraine gia nhập liên minh châu âu và nato chỉ có tất cả các yếu tố của công thức này kết hợp lại mới bảo đảm an ninh vĩnh viễn cho châu âu và toàn thế giới về điều này cựu tổng thống ukraine thẳng thắn chúng tôi cần vũ khí lệnh trừng phạt và tư cách thành viên nato napoleon được cho là đã từng nói rằng để tiến hành chiến tranh ông ta cần ba thứ thứ nhất tiền thứ hai tiền bạc và thứ ba là tiền tiền là nhiên liệu cung cấp năng lượng cho cỗ máy quân sự chết chóc của Nga đang giết người Ukraine. Để dừng cỗ máy này sẽ cần nhiều hơn hành động quân sự, phải có những cú đấm tài chính mạnh mẽ, thực sự là một cuộc khủng hoảng kinh tế và thậm chí cả những biến động xã hội. Cái giá cho sự xâm lược phải không ngừng tăng lên, ngày càng trở nên không thể chịu nổi. Đây là cách để thay đổi hành vi của gấu Nga, đẩy lùi nó và làm hỏng sự thèm ăn của nó. Putin không thể bị ngăn chặn bởi các biện pháp nửa bước và nửa vời. Ông ta sẽ luôn tìm kiếm những khoảng trống, sơ hở và đồng minh của sự thuận tiện. Các hạn chế mới đối với dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga lần lượt được áp đặt vào tháng 12 và tháng 2 đã thành công đến mức chúng đã gợi lên những hình ảnh lần đầu tiên được sử dụng để mô tả Liên Xô, trạm xăng của châu Âu rỉ sét và thượng vodka với hỏa tiễn. Trái ngược với những lời tiên tri trong tuyên truyền của Nga. Mùa đông năm nay, châu Âu không hề bị đóng băng. Giá gà đã giảm, giá bán dầu của Nga đang dần tiến gần hơn đến giá sản xuất. Với sự sụt giảm doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt, thâm hụt ngân sách của Liên bang Nga đã tăng vọt lên 25 tỷ đô la vào tháng Giêng. Loại vòng xoáy này đã không xảy ra kể từ năm 1998, một năm tượng trưng cho thảm họa kinh tế đối với Nga. Xu hướng tích cực này cần được củng cố, các biện pháp hạn chế hơn nữa và đóng tất cả các lỗ hổng đều cần thiết. Một ví dụ là sự cần thiết phải phá vỡ một đội tàu chở dầu ngầm chở dầu của Nga. Khối lượng dầu do các tàu này chuyên chở đã tăng từ dưới 3 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 11 lên hơn 9 triệu thùng trong tháng 1 kênh đào Suez cũng phải đóng cửa đối với hàng hóa của Nga. Làm như vậy, sẽ mất thêm 3 đến 4 tuần để một tàu chở dầu đi từ các cảng phía Tây của Nga đến Ấn Độ và Trung Quốc, những người tiêu thụ dầu và than khổng lồ của Putin. Các tuyến đường này càng dài, chi phí vận chuyển càng nhiều, tổn thất của Nga càng lớn, số người Ukraine thiệt mạng càng ít. Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tin rằng nếu tất cả những đề xuất này được đưa ra trong các gói trừng phạt sắp tới của EU, chúng sẽ có tác động đáng kể vào cuối quý 3 năm 2023. Nó sẽ làm cạn kiệt phần dự trữ tiền tệ và vàng của Nga vốn đã nhỏ lại, nên kinh tế Nga phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Việc cạn kiệt dự trữ vàng và tiền tệ sẽ buộc chính phủ phải giảm nhập khẩu hơn nữa dẫn đến việc không có nhiều hàng hóa thiết yếu trên kệ và nhiều ngành công nghiệp bị cắt giảm. Tóm lại, nó sẽ giết chết hàng nhập khẩu của Nga, có nghĩa là nó sẽ giết chết nền kinh tế, lạm phát và mức sống giảm mạnh sẽ dán thẳng vào tâm can người dân Nga. Putin cần người dân của mình ít nhất giữ im lặng nếu không ủng hộ, nếu ông ấy muốn tiếp tục nắm quyền. Nhưng không có Putin, thế giới chắc chắn sẽ là một nơi tốt đẹp hơn. Tôi kêu gọi những người đang quyết định các gói trừng phạt mới, hãy nhìn Bakmut nơi lực lượng vũ trang Ukraine liên tục đẩy lùi các cuộc tấn công mạnh mẽ của quân đội Nga, cũng như những tên tội phạm có vũ trang theo nghĩa đen của tập đoàn Wagner. Hãy nhớ đến Denibro, nơi nhiều thường dân đã thiệt mạng do các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga. Hãy nhớ Pukha, Mariupol và những nơi khác mà Nga đã thực hiện tội ác chiến tranh. Hãy hiểu rằng sẽ có nhiều ví dụ như vậy hơn nếu việc tài trợ cho cổ máy quân sự của Nga không bị dừng lại tước tiền của Putin giúp chúng tôi vũ khí thêm các lệnh trừng phạt từ địa ngục phi Putin hóa nga và chào đón Ukraine gia nhập EU và NATO chỉ có tất cả các thành phần trên trong công thức chiến thắng mới bảo đảm an ninh lâu dài cho lục địa châu Âu và toàn thế giới đã đến lúc để Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Thưa quý vị, tình hình chiến sự Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong những bản tin nóng tiếp theo trên The Second Post. Hy vọng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút like, share và đăng ký kênh để chúng tôi có thêm động lực cập nhật nhiều tin tức hay và chính xác hơn nữa để gửi đến quý vị. Còn bây giờ, Thảo Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an.